文化破坏我了。土话。À, thứ ho là cái đây có cái chữ chữ đầu tiên của chữ h và chữ o này là của đấy gọi là hiển oanh ạ. Đây là một bông phi điệp hòa bình sổ số là năm cánh trắng, nó là dòng phi điệp bắc. Cái chị hiển oanh này là nhà chị ở Hòa Bình, chị thì sở hữu rất nhiều mặt bông đỉnh cao, ví dụ như là hồng yên lạc hay là hồng thủy hồng hiển oanh hay là mắt lai mắt mờ, chị nhà chị chả thiếu cái gì. Có chị có một cái năm cánh trắng mang cái tên chị ý thì người ta hay chữ viết tắt này thì người dịch ra thì thành thuốc ho, nên là cái kỳ của nó. Kỳ này được 4 cm ạ. Được có 4 cm này các bạn. Thường thường người ta lấy mà đo cm là đo thế này này, đo đến cái đầu đỉnh ngọn, đỉnh không phải đỉnh lá các bạn, mà đo đến cái đỉnh gốc của nó ấy. Đấy, đến cái đỉnh ngọn phát triển nó ấy. Cái này là cái chị Hiển Anh này thì chị làm, chị sở hữu cây này và chị đặt tên chị và chị cứ nhân giống ra thành trong chị bán kia rất nhiều người. Và cái này thì thực ra thì cái khuôn hoa của nó thì bầu hơn là năm cánh trắng Phú Thọ, và cái cánh của nó, cái họng của nó thì tím hơn. Nhưng cái quan trọng về phi điệp thì cánh bao giờ càng bầu thì giá trị nó càng cao, và cái cây này giá trị cũng rất là cao. Cây này được xuất hiện sau cây phi điệp năm cánh trắng Phú Thọ. Phú Thọ thì có từ lâu lắm rồi, cho nên là nhiều người có giống, cho nên là giá cả nó có phần rẻ hơn. Còn cái loại này thì mới xuất hiện cách đây khoảng 4-5 năm trở lại, thì cho nên là cái kỳ do cái số lượng người được sở hữu không có nhiều, nên thị trường cũng có ít người bán, nên là giá nó vẫn còn là rất cao. Một kỳ này nó khoảng như cái kỳ này là 15 triệu các bạn. Nếu mà các bạn có nhu cầu thì chắc là lên tận nhà giao dịch thôi ạ. Nhìn cây và ảnh hoa thì em sẽ cung cấp cho ảnh cây và ảnh hoa thì chắc ăn hơn. Còn cái này cũng không gửi đi được, gửi đi số tiền nó giao dịch cũng khá lớn, nên là rất là lo. Đấy, đây là một cái cây hiển oanh này, 4 cm này. Lá thể thì cái vỏ thông này là vỏ thông xay ra và ở dớn trắng. Đấy, em giới thiệu cây này xong rồi là... Thực ra thì những cái cây mà nó hàng trăm, hàng mấy trăm triệu thì mình không điều kiện mua, thì mua những cây nhỏ nhỏ này. Còn các bác muốn quay sổ số video thì các bác cũng phải bỏ ra ít nhất tầm khoảng 30 triệu, ít đến 50 triệu để mua vài... 30 triệu thì như mua được yến phi điệp thì chắc chắn không thể, không chắc chắn, nhưng mà để may mắn lắm mới được một cây đột biến, nhưng mà rất khó đột biến các bạn. Vì cả cái phi điệp này nó quá đắt, cho nên là ở cái đầu nguồn, những các cái vùng đầu nguồn mà những có khả năng dễ đột biến thì họ đã nhìn thân, nhìn hoa các thứ họ nhặt về trồng hết rồi. Cho nên em ít khi em bán phi điệp cân. Và nếu mà để may mắn trúng được một cây năm cánh trắng thì nó quá là xa vời. Nên thôi, tốt nhất là cứ mua kỳ về, không là nhân giống thì là sau 3 năm là của mình. Sau đó cái kỳ của mình lại nhân giống ra và mình chia sẻ cho người khác và mình đổi đến những cây khác thôi. Đấy là cách để mình có thể sở hữu được nhiều dòng phi điệp rất là hoa rất là đẹp. Còn nếu mà để mà cái đợi trúng sổ số thì như nhà em cũng không dám trồng phi điệp. Quá đắt. Phi điệp cân nó đắt, cho nên những cái dòng năm cánh trắng này nó cũng đắt theo đấy. Em đem giới thiệu thì thôi. Khoe gì. Những ngày thì em không để ở kho hàng em đâu các bạn, em để ở trong cái vườn của em. Bởi sợ mất. Nhà em quay hay quay vườn địa lan, là cái chỗ đấy là kho hàng, toàn em bạn toàn để những cái nó không có giá trị. Với cả những cái mà người ta cũng không thích chơi ấy, mà những cái này thích chơi lắm. Rồi, cảm ơn các bác.